Chúa ơi, con muốn trở thành một vị thánh, nhưng sao con cảm thấy khó quá. Bộ phim Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Chào con yêu dấu của bố. Chào công chúa nhỏ của bố. Ồ, con yêu của mẹ, cảm ơn con. Mẹ ơi, con mong mẹ mau chết đi. Teresa, Teresa, sao con lại nói với mẹ như thế? Vì con muốn mẹ được lên thiên đàng. Mẹ nói rằng tất cả chúng ta sẽ phải chết thì mới lên thiên đàng cơ mà. Unless a grain of wheat falls into the earth and dies. Normandy, nước Pháp năm 1877. Ngày hôm nay, mẹ của tôi đã chết. Nhưng tôi vẫn không khóc. Và tôi cũng chẳng nói với ai về cảm xúc của mình. Tôi chỉ im lặng quan sát và lắng nghe. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Con ở đây à, con yêu? Đến đây đi con. Chị Pauline từ nay sẽ trở thành người mẹ mới của tôi. Thank you.
Sau khi mẹ tôi chết, trần gian này chỉ còn là chốn khổ đau, và tôi mơ ước về cõi thiên đàng. Nhưng khi tôi so sánh mình với các vị thánh, tôi thấy giữa các ngài và tôi có một sự cách biệt thật lớn lao, tựa như ngọn núi cao hùng vĩ so với một đụn cát bé nhỏ. Công chúa của bố ơi, Teresa, bố câu được con cá đây này. Ồ, cá trông ngon quá. Ông thật rộng lượng quá. Xin cảm ơn. Không có chi cả, các sư ạ. Chúng tôi muốn gặp gia đình ông tại phòng khách, được chứ? Vâng ạ. Ồ, thưa ông Martin, ông thực là nuông chiều chúng tôi quá đấy. Thưa mẹ, chúng con thực chẳng sao đáp đền cho cân xứng với sự tốt lành của mẹ. Xin cảm ơn mẹ đã cầu nguyện cho gia đình chúng con. Các cô con gái của ông lớn nhanh quá nhỉ? Tôi biết cô Pauline này. Maria. Leonie. Celine. Còn cô kia chắc là Teresa rồi. Vâng ạ. Ơ, con sẽ lau sạch ngay sơ ạ. Con xin lỗi các sơ. Con ơi, không có sao đâu. Đây này, mẹ có tấm hình Chúa Giê-xu cho con đây này. Ồ, cảm ơn mẹ. Bố ơi, bố ơi. Chuyện gì thế, Teresa? Chẳng có gì, chẳng có gì cả bố ạ. Chuyện gì thế? Chẳng có gì. Thôi kể cho bố nghe đi. Con có một giấc mơ ghê lắm. Con đã phạm bao nhiêu là tội bố ạ? Con ấy à? Thế tội đó là tội gì hả con? Bố thực sự muốn nghe con nói chứ? Tất nhiên rồi. Sau bữa cơm tối lúc nãy, con đã ăn một cái bánh thật lớn. Bố biết rồi. Còn chuyện gì nữa không? Có chứ. Con đã ăn quá nhiều đu đủ. Rồi con không chịu thay đồ khi chị Maria bảo con, và con cứ tiếp tục đọc chuyện kinh dị. Con nghĩ rằng chắc Chúa sẽ phạt con vì con cứ để những chuyện như thế xảy ra. Nghe bố này, Teresa. Con đừng quá bối rối lo lắng như thế. Con cứ đi xưng tội, rồi quên chúng đi. Chúa Giê-xu sẽ tha tội cho con. Bố nghĩ rằng Chúa Giê-xu có thể phì cười khi nghe biết những chuyện của con đấy. Có lẽ bố nói đúng. Teresa, đi ngủ lại đi con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Em chưa muốn dậy đâu. Thôi nào em yêu, chị không muốn phá giấc ngủ của em, nhưng tới giờ phải dậy đi học rồi. Nhưng sao em lại phải đi học? Em ghét đi học lắm. Tớ chẳng có thích sơ Scholastica đâu. Bà ấy như một mụ phù thủy ấy. Tớ chỉ mong bà ấy chóng chết thôi. Đừng có nói xấu về sơ ấy như thế chứ. Ồ, chắc bà ấy cưng mày lắm nhỉ. Mày nghĩ mày là đứa con gái tốt lành và đẹp đẽ à? Để tao nói cho mày biết tao nghĩ gì. Mày là đứa công chúa được nuông chiều và chẳng ai có thể chịu đựng nổi khi ở gần mày, trừ ra cái gia đình đang phục dịch cho mày. Không đúng như thế, chị nên rút lại lời nói đi. Đúng như thế đấy, mọi người đều cười vào mặt mày. Luật tự nhiên là luật mà Thiên Chúa đã ghi khắc vào trong tâm hồn của mỗi con người. Nói cách khác, đó là phương cách để chúng ta phân định ra đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Và bây giờ, ai có thể nói cho sơ biết tên gọi của một thứ luật khác mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nào?
Ừ, Teresa, xin mời em. Đó là luật của Thiên Chúa ạ. Giỏi lắm. Và hai phần của luật Thiên Chúa là những phần nào? Mời em. Đó là luật cũ và luật mới ạ. Đúng như thế. Sẽ muốn tất cả các em, trừ Teresa Martin, tối nay hãy về viết một trang giấy nói tới sự khác biệt giữa luật Thiên Chúa và luật tự nhiên. Chúng ta hãy đứng lên cầu nguyện. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các em ra về. Gớm, cảm ơn nhiều nhé. Giỏi ghê gớm nhỉ. Cả nhà sum họp như thế này thật là tuyệt quá. Bố ơi, con rất thích được nhìn thấy bố khiêu vũ với mẹ đấy. Chắc sẽ là một đôi khiêu vũ tuyệt vời nhỉ. Mẹ các con và bố chưa bao giờ khiêu vũ với nhau cả. Chắc do cả hai đều quá e dè đấy. Bố cũng có lần ước muốn được khiêu vũ với mẹ các con. Bà ấy là một phụ nữ thật tuyệt vời và cao quý. Bố ơi, bố nghĩ như thế à? Bố nói bố từng nghĩ như thế sao? Nghĩ cái gì, con yêu của bố? Bố ơi, về trường học ấy. Bố đừng bắt con phải đi tới trường học nữa. Nhưng các con ơi, các con phải đi học chứ. Nếu không thì các con sẽ học như thế nào? Chị Pauline có thể dạy con tại nhà mà. Con hứa sẽ học một cách đàng hoàng đấy bố ạ. Pauline, con nghĩ con muốn đảm nhận việc này sao? Thế cũng hay đấy. Và chắc em nó cũng thích nữa. Và còn được học nhiều hơn nữa. Thôi được, bố đồng ý. Nhưng nhớ là chỉ thử nghiệm thôi đấy, cho tới cuối năm nay. Cảm ơn bố nhiều. Sao có thể tìm ra đoạn kinh thánh đó ở đâu nhỉ? Sao tìm được đấy? Em đã từng học đoạn ấy cả 50 lần rồi, nên em nghĩ em biết. Đó là Tin Mừng Marco đoạn 10, câu 13 đến câu 16. Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu buồn, bực mình và nói với các ông: cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào. Tuyệt lắm. Thế em sẽ có một phần thưởng chứ? Chắc rồi, phần thưởng đây này. Chị Pauline, chị giàu quá. Chị cho em chắc chứ? Chắc rồi. Vì biết em thích nó nên chị cho em đấy. Ôi, cảm ơn chị nhiều. Chị là một người chị tuyệt vời nhất trên trần gian này. Không đâu, chính em mới tuyệt vời đấy chứ. Tuy nhiên,
chị phải sửa lại các bài toán đại số của em. Trời ơi, thế em đã làm sao rồi? Hai bài bị sai, thế cũng không quá tệ đâu thưa bà giáo. Bố ơi, bố có nghe thấy không đấy? Tốt lắm, cứ tiếp tục học như thế. Nhưng cũng đừng quá vội mừng mà ý y nghe chưa con? Em nó không thế đâu bố ạ. À. Nó học nghiêm túc lắm đấy, bố cũng tin thế. Cứ tiếp tục học đi. Em cũng muốn ở lại đây với chị và chúng ta sẽ học sang chương kế tiếp. Hay là em muốn đi giải trí một chút cho đỡ căng thẳng? Em muốn ở lại đây với chị, rồi chìm vào một giấc ngủ ngon. Và lúc ấy em cần chị cầm lấy tay của em và đánh thức em dậy. Ôi chao, nhưng em lại thường hay vùng vằng như mỗi lần chị đánh thức em dậy để đi học chứ gì. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Teresa. Em nghĩ gì trong đầu vậy? Em chỉ mơ ước là dù có phải đi tới một miền đất xa xôi cô tịch nào đó thì chúng ta vẫn luôn sống bên nhau. Chị sẽ phải hoàn tất bức tranh này trước thứ năm, kể cả việc vẽ cảnh nền cho nó nữa. Em có muốn giúp chị không? Em vẽ rất tuyệt mà. Nếu như chị muốn thế thì em sẽ giúp chị. Chị Pauline, chị ở đâu về thế? Chị mới đi tới tu viện để mang một số bánh cho các sở đó. Thế à? Bức tranh của em tới đâu rồi, Celine? Tới lúc này thì chưa xong chị ạ, còn phải vẽ phông nền nữa. Cũng được, màu của bức tranh cũng đẹp đấy. Nhưng em không để ý tới phối cảnh của ngôi trường sao? Em xem cái mái ngói ở chỗ này này. Phải tỷ lệ ra sao với cảnh vật chung chứ? Ồ, ý kiến của chị hay thật đấy. Ôi. Lạy mẹ của Teresa, xin giúp con luôn ở trong bàn tay của Giê-xu, con của mẹ. Con chỉ là một đứa con bé nhỏ thôi. Em xin lỗi, chị phải nói cho nó biết chứ. Không. Chị cũng chẳng hiểu tại sao chị cứ phải giấu giếm nó như thế này. Bây giờ nó cũng khôn lớn rồi. Chị nghĩ chắc cũng chẳng sao đâu. Em mong là như thế. Nhưng chắc là nó cũng khó có thể chấp nhận việc phải xa chị. Thế còn Sơ Maria Gonza đã nói sao về chuyện này? Đừng để chuyện gì làm chậm trễ việc chị vào dòng cả. Sơ còn định ngày tới tu viện là ngày mùng 2 tháng 10. Sắp tới rồi đó nhỉ? Chị Pauline, chị cũng ghê thật đấy. Teresa, chị đã tìm thấy một nơi cô tịch của chúng ta rồi. Chị đã tìm thấy rồi sao? Một nơi cô tịch rất là thơ mộng. Một nơi có thật nhiều bông hồng. Và Chúa Giê-xu đang đợi chị ở đó. Chị chỉ muốn được sống mãi với Ngài mà thôi. Chị sẽ đi vào tu viện Carmen vào tháng tới, Teresa. Thế chị không đợi em với sao? Không thể được, em ạ. Có một nơi như thế thật sao? Có đấy, em yêu ạ.
Thế là chị Pauline đã rời xa tôi. Celine, chúc con một ngày tốt lành. Chào tạm biệt bố. Leonie, xin Chúa chúc lành cho con. Chúc bố một ngày tốt lành. Thế là chị Pauline đã rời xa tôi. Tôi thấy cuộc đời này chẳng còn gì khác hơn là sự đau khổ và chia lìa. Chẳng bao lâu sau, tâm trí tôi trở nên rối bời. Có lẽ chị ấy đã lựa chọn đúng vì trông chị ấy rất là hạnh phúc. Nhưng chẳng lẽ chị ấy không còn thương nhớ đến gia đình nữa sao? Chắc chị ấy rất thích được gặp chúng mình đấy. Ô, bố ơi, còn trái cây, bố đã mang lên xe chưa? Đừng lo, bố đang giữ đây này. Teresa, em ổn chứ? Đầu của em, sao cứ đau như có búa bổ vào vậy? Teresa, em không vào sao? Em ngồi đợi ở trên xe này. Em muốn thế à? Chị Pauline sẽ buồn lắm đấy. Nhưng em không vào đâu. Em muốn ngồi lại đây nghỉ một chút. Chắc sẽ đỡ hơn. Cứ để em nó ngồi nghỉ ở xe, Celine. Con yêu của bố, con đã cảm thấy khá hơn chưa? Đỡ rồi bố à, cảm ơn bố. Em xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Teresa, đừng nghĩ ngợi gì cả. Chị Pauline hiểu em mà. Chị ấy có khỏe không? Trông chị ấy thế nào? Trông chị ấy khỏe mạnh và hạnh phúc lắm. Chị ấy nhớ em lắm đấy. Bố ơi, chị ấy nói sao về giỏ trái cây thế? Để bố nhớ lại xem nào. Chị các con nói chị ấy nhớ thịt gà này, rồi bánh mì với phó mát nữa. Còn nghĩ chị ấy chỉ nói thế thôi, chứ xem chị ấy đâu có đến nỗi phải chết đói. Nhưng bố thấy đó chỉ là do thói quen thôi. Còn chị các con trông có vẻ già đi nhiều. Và lại nói chuyện với bố về người mẹ thân yêu của các con. Trong suốt 2 tuần lễ, tôi đã phải nằm trên giường như thế này, và có lẽ tôi sẽ chẳng thể hồi phục lại được. Lạy Trinh Nữ Maria, xin ra tay cứu giúp. Xin mẹ chữa lành đứa con gái nhỏ của con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Mẹ ơi! Mẹ ơi, bác sĩ Nota nói rằng bệnh này rất nghiêm trọng đấy. Ông ấy chưa hề gặp thấy một trường hợp nào như thế này, lại còn kéo dài quá lâu nữa. Ôi, lùi lại. Mẹ ơi! Lạy mẹ Maria, xin cứu giúp con. Con cầu xin mẹ đấy.
xin rủ lòng thương con. Bố ơi, con đói lắm. Con thực sự muốn vào trong đó chứ? Vâng, con muốn vào trong đó. Chào mẹ. Trông em gầy đi nhiều rồi đó em yêu. Gia đình báo cho chị biết em đã phục hồi lại, nhưng em còn cần phải nghỉ ngơi và chăm sóc đến sức khỏe của em. Em thực sự khỏe mà. Em chỉ mong mình đừng làm phiền hà tới mọi người nữa. Vậy thì tốt rồi. Thế em vẫn còn tiếp tục vật lộn với những bài toán đều đặn chứ? Cũng vất vả đấy chị ạ. Nhưng em cũng vẫn học nghiêm chỉnh lắm. Còn chị rất thích ở nơi đây. Đây là nơi cô tịch mà chị nói tới, phải không chị Pauline? Nơi mà em sẽ gặp được người rất đáng mến chứ? Phải. Ngài cũng đang đợi em đấy. Em sẽ đến với Ngài. Rất vui được gặp các em và nhớ cho chị biết tất cả mọi tin tức nhé. Chẳng bao lâu sau, hai người chị khác của tôi cũng rời khỏi gia đình. Chị Maria đi vào tu trong dòng Carmen. Các em ở nhà ngoan nhé, xin Chúa chúc lành cho các em. Còn chị Leonie đã trở thành một nữ tu dòng Thánh Clara. Chị rất thương hai em đấy. Từ một gia đình rất hạnh phúc và đông con này, giờ đây chỉ còn lại mỗi hai người con bé nhỏ nhất. Con chẳng hiểu tại sao mọi người lại dần rời bỏ gia đình như vậy. Lẽ tự nhiên thì các người con phải thế thôi. Họ sẽ phải rời bỏ tổ ấm này. Đừng có buồn tuổi các con ạ. Các con chim bồ câu khôn lớn sẽ phải bay ra khỏi tổ. Con và Celine rồi một ngày kia cũng sẽ rời bỏ đây mà. Thiên Chúa đã làm một số việc kỳ diệu để giúp tôi trưởng thành hơn. Và Ngài đã làm điều đó vào một hôm vọng lễ Giáng sinh đáng ghi nhớ. Đêm hôm đó, tôi đã nhận được ơn để rời bỏ tuổi thơ của mình.
Thật là một thánh lễ trang trọng xuất sắc. Nhưng bố cũng phải thú nhận rằng bố chẳng có thói quen thức cho tới 2 giờ sáng đâu. Bố phải đi ngủ đây. Celine, chị quên thay dép lao được sao? Phải rồi, mang dép vào chứ con. À, con lên trên lầu đi. Ông già Noel có thể đã mang quà Noel tới cho con rồi đấy. Mau lên nhé. Cảm ơn Chúa. Đây cũng là năm cuối cùng rồi. Trong giây lát, tôi đã trở thành người trưởng thành. Tôi cảm thấy mình cần phải biết quên đi chính bản thân mình và biết làm hài lòng những người khác. Teresa, có chuyện gì thế? Chị Celine, em không còn như trước nữa đâu. Em nhất định sẽ không còn khóc nữa. Chúc mừng Giáng sinh, chị Celine. Tôi cảm thấy mình lúc này rất khao khát các linh hồn. Tôi cảm thấy mình như bị nung nấu với khao khát cứu các linh hồn tội lỗi ra khỏi ngọn lửa thiêu đốt đời đời. Tôi đã được nghe biết tin về một kẻ giết người tàn ác mà anh ta sẽ bị tòa án kết án tử hình. Rất có thể là anh ta sẽ chết mà không ăn năn hối cải. Tôi muốn trả bằng mọi giá để cứu lấy linh hồn của anh ta. Lạy Chúa, con chắc rằng Chúa cũng muốn tha thứ cho anh Franzini. Con vẫn tin như thế, nhưng không biết anh ta sẽ chết mà không tỏ dấu ăn năn, hay anh ta cũng muốn xưng thú tội lỗi của mình. Con tuyệt đối luôn tin vào sự tha thứ của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, nhưng con nài xin một dấu ăn năn sám hối của anh ta như một điều an ủi con. Bởi vì lạy Chúa, anh ta cũng là con cái của Ngài. Nhờ thánh giá của Chúa. Hãy cầu Chúa cho con, vì con sắp phải ra đi. Con thân yêu, Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ con đâu.
Chị Celine, em sẽ phải làm gì đây? Em cứ làm theo tiếng nói của con tim. Em nghĩ chuyện này là do chị Pauline. Nhưng sao lại không như thế? Ngoài ra, bố cũng không bị cô đơn đâu. Chị sẽ sống với bố. Em chẳng cần phải lo lắng gì cả. Có chuyện gì thế, công chúa của bố? Nói bố nghe nào. Con không muốn làm bố đau lòng đâu, bố ạ. Con cứ nói đi. Đừng ngại gì cả. Bố ơi, con muốn bay đi xa. Con còn quá nhỏ để quyết định điều đó, con ạ. Con cứ đợi vài năm nữa khi con đã lớn khôn lên rồi. Không, bố ạ. Con muốn ngay bây giờ cơ. Chúa Giê-xu đã mời gọi con vào sống trong tu viện ngay lúc này. Con không thể từ chối tình yêu của Ngài một cách chậm trễ hơn nữa. Tất cả những gì bố muốn trong cuộc sống là làm cho các con được hạnh phúc và làm cho Thiên Chúa được vui lòng. Con hãy nhìn kỹ bông hoa bé nhỏ này. Thiên Chúa yêu thích nó. Ngài đã dựng nên nó và cho nó lớn lên giữa đám rong rêu. Con hãy xem nó cũng có bộ rễ đây này. Nên ngay từ lúc được dựng nên, nó cũng có khả năng để mọc ở một chỗ đất khác tốt hơn là đám rong rêu này. Bố ơi, con cảm ơn bố. Vậy bố ơi, chúng ta hãy đi xin Đức Giám Mục đi. Nếu như Ngài cứ bắt giữ đúng quy định, thì chúng ta sẽ đi xin Đức Thánh Cha. Ồ, chào ông Mạc Tang. Rất vui được tiếp ông ở đây. Nào, mời cả hai bố con ngồi xuống đi. Thế cha có thể làm gì cho con nào, con yêu? Thưa Đức Cha, con xin phép để được nhận vào trong dòng tu cặp men ngay lúc này đây ạ. Chúa Giê-xu đã mời gọi con và con không thể từ khước tình yêu của Ngài lâu hơn được nữa. Thế con đã bao nhiêu tuổi rồi, con yêu? Thưa Đức Cha, 15 tuổi ạ. Nhưng cha thấy con có dáng chững chạc lắm. Vâng, thưa Đức Cha, có lẽ do kiểu dáng tóc của cháu đấy. Không, không, trông nó chứng chạc lắm. Thế con đã có ý định vào trong dòng tu cặp men lâu chưa? Vâng, thưa Đức Cha, đã từ lâu lắm rồi ạ. Thế đấy, ông Mạc Tang, thế ông có sợ khi tôi cho phép con gái của ông vào tu trong đó chứ? Thưa Đức Cha, không ạ. Vì con thấy đó không phải là ý thích của một đứa trẻ con. Con tin rằng Thiên Chúa đã gọi cháu. Nhưng đây lại là một sự tình cầu đặc biệt.
và cha cần phải biết ý của mẹ bề trên có muốn nhận con không trước khi cha xem xét tới yêu cầu của con. Mẹ bề trên đã trả lời không với con rồi. Cha sẽ nói chuyện lại với mẹ bề trên để xem có thể làm gì cho con. Cảm ơn Đức Cha. Đừng lo lắng gì nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Khi cha con chúng tôi đi đến Roma, tôi đã nài xin Chúa Giêsu làm một phép lạ. Tôi đã cầu xin để Đức Thánh Cha nhậm lời thỉnh cầu của tôi. Nhưng rồi khi ngày hẹn đã tới, người ta nói rằng chúng tôi không được phép thưa chuyện với Đức Thánh Cha. Cứ nói đi. Tâu Đức Thánh Cha, con muốn xin Ngài một ân huệ. Xin Đức Thánh Cha cho phép con được vào dòng Carmen ở tuổi 15. Cha vẫn không hiểu được ý của cô bé này. Tâu Đức Thánh Cha, cô bé này muốn xin vào dòng Carmen khi mới chỉ 15 tuổi thôi. Và cô xin Đức Thánh Cha xem xét có thể được không? Thế đấng bề trên của con đã nói gì rồi? Tâu Đức Thánh Cha, Ngài vẫn có thể trả lời đồng ý mà, cho dù họ không đồng ý. Thôi cô bé ạ, đủ rồi đấy. Này con yêu, con sẽ được vào đó nếu như đó là ý Chúa muốn. Xin Ngài đừng trả lời như thế mà. Sau lần từ khước của Đức Thánh Cha, tâm hồn tôi tràn ngập đau khổ. Tôi chẳng còn hy vọng tin Chúa sẽ đáp lại niềm mong ước của tôi. Xin chào ông, chào cô. Xin cảm ơn. Teresa, có thư đây này. Có đóng dấu của Đức Giám Mục nữa. Nào, mở ra đi. Chào cô gái của ông Mạc Tên. Cha rất vui để báo tin cho con hay rằng sau khi đã nói chuyện với đấng bề trên của dòng Carmen, cha chấp thuận cho con được gia nhập vào dòng Carmen khi mới chỉ 15 tuổi. Tuy nhiên vì đây là trường hợp đặc biệt, nên việc con vào dòng sẽ được hoãn lại 3 tháng cho đến cuối năm này. Thoạt đầu, tôi đã chẳng biết làm cách nào để có thể chịu đựng nổi trong 3 tháng tới. Nhưng rồi tôi cũng rất cảm tạ Thiên Chúa về điều này và quyết định sống một cuộc sống khổ chế. Đó không phải chỉ là làm những việc tốt lành mà thôi. Nhưng sự khổ chế hy sinh của tôi hệ tại ở việc từ bỏ những gì xem ra rất nhỏ bé mà chẳng ai nhận biết được. Và tôi chẳng biết diễn tả ra bên ngoài thời gian chờ đợi này
đã trở nên những kỷ niệm ngọt ngào như thế nào. Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm. Bố biết là con lúc này thật hạnh phúc biết bao. Nhưng trái tim của con cũng thổn thức khi phải lìa xa bố. Con yêu, cuộc sống đời này thật ngắn ngủi. Nhưng chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau trong cuộc sống vĩnh cửu. Ở đằng sau cuộc sống ngắn ngủi này. Cứ đi trên con đường của con yêu. Bố chúc lành cho con. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tôi sẽ mãi mãi ở lại nơi này.
soil. My cup is overflowing. Glory. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Điều quan trọng là phải lau chùi sạch sẽ chỗ ngồi của các sơ một cách cẩn thận. Ta không muốn nhìn thấy một chút bụi nào sau khi con đã lau chùi xong. Vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, để ta xem. Ta biết con rất thích làm việc với chị của con, nhưng mẹ bề trên thấy ích lợi nhất nếu như con làm việc ở đây với ta. Thưa sơ Âu Tinh, con cũng không muốn có một sự ưu đãi khác hơn đâu ạ. Bắt đầu làm việc đi. Ta sẽ trở lại ngay đấy. Này Teresa, sao lại bất cẩn làm bể cái bình đó vậy? Rồi lại còn tìm cách che giấu tội của mình nữa chứ. Phải nói rằng ta rất ngạc nhiên đấy. Nhưng thưa sơ con... Vâng, đúng vậy thưa sơ. Lần tới con hứa sẽ cẩn thận hơn. Để có được sự chiến thắng nhỏ trên ý riêng của tôi như thế, tôi thực sự phải trả giá nhiều lắm. Tôi thấy mình một khi thực thi bổn phận mà không tìm cách để chữa lỗi, thì chẳng ai biết được cả. Còn khi phạm phải một lỗi gì đó, thì lập tức mọi người đều biết đến. Và rồi quân lính Anh đã tấn công lên, khiến binh lính Pháp phải rút lui. Nghĩ tới hình ảnh tương phản này và sự thất bại ở trước mắt, ở tại ngay nơi căn cứ này, đội địch quân hùng mạnh kia sẽ đè bẹp quân đội của cô ta. Họ đang kêu gọi đầu hàng. Tôi đã thề và quyết tâm cùng với những người khác, hợp lực với cô gái dũng cảm kia. Và tôi quyết tâm trung thành với lời hứa của mình.
Nhưng rồi sự chống cự của cô ta đã trở thành vô ích. Cô bị lột bỏ quân phục và bị bắt. Không bao lâu sau khi tôi vào dòng, sức khỏe của cha tôi đã sút giảm hẳn. Mỗi lúc chúng tôi cảm thấy dần mất người, tâm trí vẫn sáng suốt của cha tôi đã dần trở nên u uẩn tăm tối hơn. Nào bây giờ, con hãy dùng cái cây này và đập mạnh như thế này này. Vâng, thưa sơ, hãy đập mạnh hơn coi nào. Không phải, đập mạnh hơn chứ, như thế này này. Thế đã được chưa sơ? Và rồi, cứ làm như thế. Những cố gắng nên hoàn thiện của tôi tựa như những gai nhọn trên cành hoa hồng. Làm vui lòng Thiên Chúa và làm hài lòng các sơ thật là một chuyện khó khăn. Tôi biết mình chỉ là một con người rất tầm thường nhỏ bé và chỉ làm vui lòng Thiên Chúa với những chuyện nhỏ nhặt thôi. Và tôi không biết thế đã đủ hay chưa. Ai mà chẳng nhận thấy cái phòng này được quét dọn và lau chùi bởi một cô bé mới chỉ 15 tuổi đầu. Nghe này, đi quét dọn cái màng nhện kia ngay đi, và lần tới nhớ phải quét dọn cẩn thận đấy. Và rồi, mẹ thấy ông ta nằm trên sàn nhà. Ông bố đáng thương của mẹ đã chết như thế đó. Còn mẹ, lúc ấy cũng chưa được 5 tuổi. Nhưng rồi mẹ đã lớn nhanh như thổi. Chẳng được cưng chiều, nên cũng chẳng có chuyện hư hỏng. Tôi chưa hề có khi nào nghi ngờ về ơn gọi của mình. Thế nhưng vào buổi chiều trước ngày khấn trọn đời, tâm hồn tôi tràn ngập sự sợ hãi và nghi ngờ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con muốn nói chuyện ngay với mẹ một lúc có được không ạ? Ồ, được chứ con. Có chuyện gì thế? Con có chuyện gì nào? Thưa mẹ, con không thể chờ đợi được nữa. Con thật sự rất cần được chỉ bảo. Cứ nói cho mẹ biết điều gì đã xảy ra nào. Thưa mẹ, đột nhiên con thấy mình chẳng có ơn gọi gì cả. Con cần phải trở về với thế gian, chứ không ở lại dòng kẹp men này mà cứ sống theo cách riêng của mình. Con chẳng thích hợp với cuộc sống này, vì hằng ngày con cứ vấp phải những sự sai lầm trong bổn phận của mình.
Ôi, con thân yêu của mẹ, Thiên Chúa không đưa con đến đây rồi lại lấy mất ân gọi của con đâu. Ngày mai là ngày khấn trọn đời của con. Con có cảm thấy hạnh phúc khi sống ở đây không, con yêu? Con có thể ra đi nếu con muốn. Nhưng con vẫn muốn ở lại đây mà, phải không? Con thấy cuộc sống này quả rất khó khăn. Nhưng tâm hồn con đã bám rễ tại nơi này rồi. Vậy thì để mẹ nói với con những gì mẹ suy nghĩ. Con thân yêu, con có một tâm hồn rất đơn sơ. Và khi con lớn lên trong tình yêu, thì con vẫn có thể trở nên đơn sơ hơn nữa. Càng sống gần với Chúa hơn, con càng trở nên đơn sơ hơn. Nhưng con vẫn không muốn lớn lên. Con chỉ muốn càng ngày càng trở nên nhỏ bé và yếu đuối. Thôi bây giờ con hãy đi chuẩn bị cho việc tuyên khấn của con đi. Phải, em vẫn nhớ nó rất thích sô-cô-la nóng. Thưa sơ Âu Tình, con thích sơ thêu miếng vải này đẹp quá. Sao sơ lại có thể thêu được những đường thêu nhỏ như thế này? Ồ, thì cứ phải tập luyện mãi thôi. Và nó đòi con sẽ phải rất kiên nhẫn và biết khéo tay nữa. Con cũng thấy phải như thế đấy. Nên không phải ai cũng làm được đâu. Con cũng nghĩ thế. Nhưng con không biết sơ có thể dạy cho con được không? Con ấy à? Nếu như sơ có giờ. Thôi được. Ta có thể giúp con một số điều căn bản trước. Cảm ơn sơ. Con thích lắm. Hỡi những ai có tâm hồn bé nhỏ, hãy đến với ta. Và sau cùng, tôi đã tìm thấy nơi câu kinh thánh này một lối đường bé nhỏ để trở nên một vị thánh. Đã 6 giờ thiếu 10 rồi. Ta cần một ai đó giúp đưa ta xuống phòng cơm để dùng bữa tối. Ồ, sơ ơi, để con giúp sơ nào. Tôi chẳng cần phải trèo cao để trở thành một vị thánh lớn. Nhưng tôi phải trở nên chính tôi, một đứa trẻ thôi. Cẩn thận đấy nhé. Vâng, thưa sơ. Phải nhẹ nhàng. Sao lại kéo ta như vậy? Con xin lỗi, sơ. À, để con thử cách này vậy. Sao lại mạnh tay như thế? Vậy thì sơ đưa tay cho con nào. Con phải biết ta đâu có phải là một khúc gỗ. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Vào một buổi tối trời trở gió, khi tôi đang làm công việc thường lệ này,
Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng nhạc trồi lên và tưởng tượng ra mình đang ở trong một đại sảnh có rất đông quý bà quý cô đang trò chuyện với nhau. Họ trao đổi với nhau đủ mọi thứ, lời thăm hỏi và cả những lời nhận định của họ nữa. Dừng lại. Sao con lại đi nhanh thế? Ta chẳng kịp thở nữa. Thưa sơ, con sẽ đi chậm rãi hơn ạ. Nhưng rồi tiếng nhạc tôi nghe thấy đang chơi là chính tiếng nhạc phát ra từ trong tâm hồn tôi, và tôi không muốn đánh đổi 10 phút sống bác ái khiêm tốn này với cả 1.000 năm được vui chơi trong những vũ hội của trần gian. Con đang mơ mộng gì thế hả? Đi tiếp đi chứ con. Con xin lỗi sơ. Tối hôm đó, tâm hồn tôi tràn ngập tình yêu, đến độ tôi chưa bao giờ có được một cảm nhận như thế, và tôi để cho Thiên Chúa dẫn dắt mình. Cảm ơn con, sơ Teresa. Cảm ơn con. Con quá tốt đối với bà già này. Sơ Teresa, sơ ở đó à? Chị đã tìm em khắp cả mọi nơi. Chào sơ, rất vui được gặp sơ ở đây. Sơ giúp con khiến cái giỏ này một tay có được không ạ? Sơ Vinh Sơn cho nhà bếp đang rất cần đến nó đấy. Chị thấy dường như em không được khỏe lắm à? Nếu sơ không đến thì con chẳng biết làm sao khiêng nó cả. Sơ Teresa, em nói thế là có ý gì vậy? Mỗi khi chị nhìn thấy em, chị đều thấy em mỉm cười với chị. Con cười là bởi vì con rất thích gặp sơ. Không biết bố có nghe được chị em mình nói gì không nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa. Chúng ta cứ nói chuyện với bố đi. Đôi lúc thì bố cũng đập vào tay của em. Ồ, Celine, tội nghiệp cho em phải vất vả quá đấy.
Bố ơi! Bố ơi! Bố có nhớ những buổi chiều mà vì sao bố muốn ở lại muộn màng ngoài vườn không? Mẹ thì thích đi bộ thư giãn, còn bố thì thích chăm sóc những bông hoa trong vườn. Ước gì tất cả chúng ta lại có dịp đoàn tụ như thế với nhau. Chắc em đi về thôi. Chồng bố có vẻ mỏi mệt lắm rồi. Em sẽ sớm đưa bố trở lại sau. Nhưng mỗi lúc chắc mỗi khó khăn hơn đấy. Vì sức khỏe của bố mỗi ngày mỗi yếu dần rồi. Celine, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em yêu. Chào tạm biệt bố. Chào bố yêu dấu của con. Con yêu bố lắm. Hẹn gặp các con ở trên trời. Hẹn gặp bố ở trên trời. Chồng cũng nặng ghê đấy chứ. Để tôi giúp cô. Cứ để em bê giùm cho chị ấy. Sau khi bố tôi chết, chị Celine thân yêu của tôi đã xin gia nhập vào dòng cạp men mà chị ấy đã khao khát từ lâu. Bản thân tôi cảm thấy vui sướng vì chúng tôi lại được chung sống với nhau dưới cùng một mái nhà và chia sẻ những nỗi vui buồn của thời thơ ấu với những người sống chung quanh. Thật khôi hài khi thấy các chị thích mặc những bộ đồ lính tráng như thế này. Tốt hơn tất cả đi làm việc ngay đi và quên đi cái vở tuồng vô ích này. Xin sơ cứ đợi đấy, rồi sẽ thấy chúng con diễn gì vào chiều tối nay. Trông cứ như thật ấy, em nóng lòng muốn xem thấy tất cả các chị trong bức hình. Phải nhanh lên đấy, vì cần phải xong vào lúc 7:30 tối, rồi chúng ta sẽ làm cho mẹ bề trên phải ngạc nhiên với tất cả những thứ như thế này. Cần phải chụp thêm một tấm nữa với diễn viên chính, những người khác có thể đi. Trông chị thật ấn tượng đấy, giữ như thế này. Thêm một lần nữa, cao lên một chút, đứng cho vững lên. Tốt rồi đấy. Teresa, chị không sao chứ? Chắc do tẩy khói đấy. Em ổn thôi mà. Ôi lạy Chúa Giêsu của con. Chú nói gì chứ tất cả những lỗi lầm của con? Con quá nhỏ bé, tâm trí thật yếu đuối. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ, phải không? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ sao, phải không? Chẳng lẽ ai
cũng là thầy dạy sao, phải không? Chẳng lẽ ai cũng được ơn chữa bệnh sao, phải không? Anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây, tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại. Nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Vậy thì sau cùng, con đã yên lòng rồi. Con đã hiểu rằng chính thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô cũng có một trái tim, và trái tim này được thiêu đốt bởi tình yêu. Phải rồi, trong chính lòng giáo hội mẹ chúng ta, con sẽ là tình yêu, và như thế con sẽ là tất cả mọi sự, và rồi mộng ước của con sẽ thành sự. Cháy kìa, lấy nước mau lên. Lấy nước mau lên. Sơ ơi, giúp tôi một tay nào. Ho đi. Cứ nằm xuống nghỉ đi sơ. Sơ ấy bị như thế này bao lâu rồi? Trong vài tháng qua, tôi đã để ý và thấy em nó cứ ho nhiều. Nhưng tôi nghĩ chắc không có gì nghiêm trọng lắm. Này sơ Pauline, đây là trường hợp mắc phải chứng lao phổi. Ôi trời ơi! Xin Chúa thương xót chúng con. Con chẳng biết làm sao nữa. Lạy đấng con mến yêu. Cảm ơn bác sĩ. Con sắp chết rồi, phải không mẹ? Chị nghĩ là như thế. Chúa Giê-xu đã để cho bóng tối tăm dày đặc xâm chiếm tâm hồn tôi. Một ý tưởng từ trời cao đã từng là vị ngọt ngào của tôi, thế mà nay lại làm cho tôi phải đau khổ. Mọi điều tôi mong ước đều như đã tiêu tan đi. Cuộc sống trước mắt tôi chỉ là cái chết và sự hư vô mà thôi.
tuy em chẳng ăn uống được gì nữa, nhưng em lại cảm thấy thèm mọi thứ. Chẳng hạn như một thanh sô-cô-la. Em đâu nghĩ mình sẽ phải chịu đau khổ đến như thế này. Em phải chịu đau khổ như một đứa bé vậy. Em sẽ gặp lại tất cả các chị. Tâm hồn các chị sẽ vui sướng, và chẳng ai lấy đi được sự vui sướng này khỏi em. Rồi các chị sẽ thấy em sẽ làm mưa xuống thật nhiều hoa hồng. Nhờ việc sức dầu thánh mà con lãnh nhận, xin Chúa giải thoát con khỏi mọi tội lỗi. Nguyện xin Thiên Chúa cứu độ con, rủ lòng thương và đưa con tới cuộc sống đời đời. Amen. Sơ ơi, đây là mình Thánh Chúa Kitô. Thưa cha, sơ ấy không thể nuốt mình Thánh Chúa được nữa. Tôi xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con cảm thấy khó thở quá. Lạy Chúa của con yêu mến Chúa. Vâng, Ngài thật tốt lành. Em chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ không bỏ mặc em. Ngài chẳng bao giờ bỏ rơi em cả. Phải rồi, Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi em cả. Lạy Chúa của con xin đón nhận mọi điều Chúa muốn. Xin rủ lòng thương xót con. Mẹ ơi, phải đây là cơn hấp hối không? Và con đang sắp sửa chết phải không? Đúng như thế, đứa con tội nghiệp của mẹ. Đây là cơn hấp hối của con. Lạy Thiên Chúa yêu dấu của con. Lạy Chúa của con yêu mến Chúa.
Hẹn gặp lại em ở trên trời. Sứ mệnh của tôi sắp sửa bắt đầu. Sứ mệnh của tôi là làm cho mọi người yêu mến Thiên Chúa như tôi yêu mến Ngài. Thiên đàng của tôi đã ở ngay dưới trần gian này cho tới ngày tận cùng của thế giới. Phải rồi, tôi muốn dùng thiên đàng của tôi để làm những điều tốt lành trên trần gian này. Sau khi Teresa Martin chết vào năm 1897, các nữ tu dòng Carmen đã cho xuất bản cuốn hồi ký của Thánh Nữ mà cho đến nay đã trở thành một cuốn sách kinh điển thiêng liêng trên khắp thế giới. Ngày nay, hàng triệu người thuộc mọi quốc gia và tôn giáo trên thế giới đã biết đến Thánh Nữ Teresa. Thực vậy, mẹ Teresa Calcutta cũng đã lấy tên Teresa và đưa sứ mệnh của mẹ đi theo lối con đường nhỏ này. Con đường nhỏ yêu mến Thiên Chúa của Thánh Nữ Teresa là một con đường mà bất cứ ai cũng có thể đi theo. Vô vàn các phép lạ đã được ban xuống qua lời truyền cầu của Thánh Nữ, đúng như lời hứa của Ngài khi xưa. Em sẽ làm mưa hoa hồng xuống trần gian này.